Bài thuốc chữa yếu sinh lý hiệu quả, giúp quý ông sung mãn ngay tức thì. Áp dụng ngay bài thuốc giang giang hiệu quả dưới đây, giúp quý ông sung mãn ngay tức thì. Yếu sinh lý là một khái niệm chung để nói lên tình trạng sinh hoạt tình dục không được thỏa mãn, không đạt được độ sung mãn cũng như tần suất sinh hoạt tình dục hoặc những trục trặc trong quan hệ chăn gối. Nó biểu hiện rất đa dạng và tùy thuộc vào tuổi tác, điều kiện làm việc, môi trường sống, quan hệ tình cảm vợ chồng, đau lưng, thận yếu chỉ là một trong những nhiều nguyên nhân dẫn tới sinh lý yếu mà thôi. Dưới đây là một số bài thuốc chữa yếu sinh lý hiệu quả. Thịt dê. Theo Hia, dê là loài động vật ăn tạp, có bộ phận tiêu hóa và sinh dục rất mạnh. Mỗi sáng ra khỏi chuồng, một con dê đực có thể giao hợp liên tiếp với nhiều đối tác. Dê cái cũng có năng lực sinh sản rất tốt, mỗi con có thể đẻ hàng trăm lứa trong đời. Từ ngàn năm qua, dân gian luôn truyền nhau về tác dụng tăng cường sinh lý của loài dê. Người ta dùng nhiều bộ phận của nó để làm thuốc bổ hoặc chữa bệnh. Sau này, các nghiên cứu khoa học về đông y cũng chứng minh nhiều bộ phận của con dê có công dụng bổ huyết, cải thiện khả năng tình dục và chữa bệnh hiệu quả mà an toàn. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu đông y cũng đưa ra kinh nghiệm, khi dùng thịt dê cùng với tảo đỏ thì hiệu quả chữa các chứng về yếu sinh lý được tăng lên rất nhiều. Bài thuốc cụ thể như sau: thịt dê tươi 100g, nấu với xương khung 6g, tảo đỏ 12g để ăn. Sau một thời gian sẽ thấy hiệu quả. Thịt chim sẻ. Theo đông y, thịt chim sẻ có vị ngọt, tính ấm, vào thận, có tác dụng tráng cương ích tinh, on kiện cần có. Sắc niệu, chỉ khá xuyển, có tác dụng chữa yếu sinh lý, đau lưng mỏi gối, tăng cường ham muốn cho nam giới. Bài thuốc chữa yếu sinh lý từ chim sẻ. Nguyên liệu: chim sẻ 5 con, 10g đại hồi, 10g tiểu hồi, gừng tỏi vừa đủ. Cách làm: làm sạch chim, ráng chim sẻ với bơ và gừng, tỏi đập dập, rồi thêm nước sôi và các vị thuốc trang vào đun nhỏ khoảng 1 giờ đồng hồ. Tác dụng: các chất yếu sinh lý như liệt dương, suy giảm tình dục, di tình tạo tiết. Cá chạch. Theo đông y, cá chạch có vị ngọt mát, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, tráng dương bổ huyết, chống lão hóa. Từ xưa đông y đã dùng cá chạch như một vị thuốc chữa yếu sinh lý hiệu quả cho nam giới. Bạn có thể dùng một số bài thuốc từ cá chạch như sau: chữa liệt dương, 250g cá chạch làm sạch, bỏ đầu, nấu cháo cùng với nhục quế và phụ phiến, khi ăn cho thêm vài lát gừng, ăn nóng. Chữa xuất tinh sớm, làm sạch cá chạch, cho vào nồi đất đun sôi, cho thêm ít rượu trắng vào xăm sắp nồi cá, đun thêm 30 phút với lửa riu. Khi chín ăn nóng, ăn liên tục trong 7 ngày. Triệu chứng suy giảm ham muốn: 5-6 con cá chạch làm sạch, lọc xương để riêng, đem chiên xương cho mềm với dầu rồi cho thịt vào đảo đều, cho thêm 300ml rượu trắng cùng vài lát gừng đun thêm 30 phút. Khi thấy cá chạch dần chuyển sang màu trắng đục thì dùng thìa vớt lớp dầu bên trên bỏ đi, thêm tiêu và gia vị vào rồi ăn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Xếp vài tép tỏi bóc vỏ vào đáy chai nước. Thành quả sau đó khiến chị em nào cũng muốn làm theo. Quá tuyệt vời chị em ạ. Tỏi là một loại gia vị thường được dùng thêm vào các món ăn bởi hương vị thơm ngon và những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại. Tỏi chứa ít calo, chỉ khoảng 42 calo trong mỗi khẩu phần ăn và nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể như vitamin C, vitamin B6, mangan, selen, kali và canxi. Nếu có thể tự trồng tỏi, bạn sẽ không phải lo về chất hóa học, bảo quản. Phương pháp thủy canh tỏi siêu đơn giản sau đây sẽ giúp bạn có những nhánh tỏi tươi ăn quanh năm không phải lo đi chợ mua bán. 1. Dùng dao cắt lấy đáy chai nhựa chiều cao khoảng 10cm. Chiếc đáy chai nhỏ này sẽ là nơi chúng ta dùng để thủy canh tỏi. Bạn có thể chuẩn bị 2 hoặc 3 chiếc đáy chai đơn giản như vậy. 2.
chọn khoảng 3 củ tỏi giống mẩy không bị héo, trầy xước. 3. Bóc vỏ, ngâm tép tỏi trong nước lọc trong khoảng 12 giờ. 4. Sau đó xếp tỏi gọn gàng vào đáy chay đã cắt sẵn. 5. Đổ nước vào xăm xếp mặt tỏi, chừa một chút chốt để ra mầm. 6. Đặt ở nơi thông thoáng và có ánh nắng. Giờ bạn có thể thư thái ngắm những mầm tỏi xanh mướt lớn lên từng ngày. Khi mầm tỏi nhô tương đối cứng cáp, bạn có thể trồng chúng dưới đáp vườn hoặc trồng trong các thùng xốp. Lắp đất kín các tép tỏi, rễ tỏi sẽ phát triển nhanh và mạnh nếu gặp thời tiết ấm áp. Sau từ 2 đến 3 tháng, tỏi sẽ ra hoa. Hoa tỏi mọc thành cụm trên đầu, một trục hình trụ từ thân củ kéo dài ra. Bạn có thể thu hoạch những thân trụ và hoa, được gọi là ngọc tỏi, để chế biến các món xào cực hấp dẫn. Để thu hoạch tỏi đúng thời điểm, bạn hãy quan sát phần lá tỏi. Số lá tỏi mọc quanh thân tương ứng với số tép của củ bên dưới. Khi 1/2 số lá khô héo, có nghĩa tỏi đã sẵn sàng để bạn thu hoạch. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Thói quen không ngừ khiến rất nhiều đàn ông mắc chứng tràn bão dưới không nghe. Hút thuốc lá nhiều. Một tạp chí khoa học của Anh đã nghiên cứu trên 65 người đàn ông tham gia chương trình bỏ thuốc lá 8 tuần và đo khả năng cương cứng của họ trước khi, trong khi và sau khi tham gia chương trình. Kết quả cho thấy 75% người tham gia có mức độ cương cứng lớn hơn, dễ bị kích thích hơn khi bỏ thuốc lá. Tương tự, một nghiên cứu năm 2014 của Đại học Shakespeare đã phân tích mẫu tinh trùng của 1970 nam giới. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng chưa đến 4% trong 318 tinh trùng của người sử dụng cần sa có kích thước và hình dáng chuẩn. Tinh trùng kém phát triển, ít có khả năng thụ tinh trong trứng hơn. Ít luyện tập thể thao. Trong 932 người tham gia phỏng vấn, chỉ có 96 người tập luyện thể thao vào một thời gian nhất định, còn 68% hầu như không luyện tập. Đây chính là thủ phạm dẫn tới hiện tượng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, từ đó dẫn tới các chứng bệnh liên quan tới mạch máu não và béo phì ở nam giới, rối loạn dương cương ở nam giới. Stress, căng thẳng. Khi chúng ta bị stress, căng thẳng, mệt mỏi, áp lực về tâm lý, cơ thể sẽ tiết ra nhiều hormone adrenaline hơn. Điều này có ảnh hưởng không tốt, do nó làm cho các mạch máu bị tắc nghẽn cục bộ, ảnh hưởng đến sự lưu thông máu bên trong cơ thể và máu lưu thông đến cõi nhỏ, khiến cho quá trình cương cứng bị đình trệ hoặc diễn ra rất khó khăn. Ăn nhiều đồ ăn vặt. Thường xuyên ăn các loại đồ ăn vặt, đồ ăn nhanh, ít dinh dưỡng như bim bim, khoai tây chiên, đồ rán sẽ khiến chức năng sinh lý của đàn ông suy giảm. Thay vào đó, hãy tập trung ăn những loại thực phẩm lành mạnh như ngũ cốc, rau, cá để đảm bảo sức khỏe và sinh lý. Xem nhiều TV. Theo một nghiên cứu năm 2010 của Đại học Rochester, những người đàn ông xem TV hơn 20 giờ mỗi tuần có lượng tinh trùng thấp hơn 44% so với những người hầu như không xem. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những đàn ông khỏe mạnh nhưng sống lười biếng được đo bằng thói quen xem truyền hình có chất lượng tinh trùng kém hơn do thiếu hoạt động thể lực. Ít làm chuyện ấy. Có một sự thật thú vị là cậu bé sẽ hỏng dần nếu bạn ít sử dụng. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí y học Hoa Kỳ cho thấy người ít quan hệ tình dục sẽ có nguy cơ rối loạn cương dương cao. Theo các nhà khoa học, số lần quan hệ hợp lý sẽ tốt cho cả cậu nhỏ và sức khỏe của bạn là 3 lần trên một tuần. Ngủ không đủ giấc. Một nghiên cứu của Đại học Chicago cho thấy đàn ông ngủ ít hơn 5 giờ mỗi đêm trong một tuần hoặc lâu hơn thì mức testosterone sẽ giảm đáng kể. Bên cạnh việc giảm ham muốn tình dục, ngủ ít cũng khiến khả năng sinh sản của bạn kém hiệu quả, xương và cơ bị suy yếu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tám biểu hiện của phụ nữ khi lên đỉnh cuộc yêu.
làm bà xã lên mây chắc chắn là điều mà các soái ca đều muốn. Thứ nhất, ai cũng muốn người mình yêu được sướng. Thứ hai, đây cũng là cách để nam giới thể hiện sức mạnh bản lĩnh của mình trước người tình. Nhưng khi nào thì cô ấy đạt khoái cảm, biểu hiện của phụ nữ khi lên đỉnh sẽ như thế nào là điều không phải Adam nào cũng biết. Thực ra, chuyện này cũng không có gì quá khó khăn, chỉ cần để ý một tí, tinh tế hơn một tí, bạn sẽ biết ngay người tình của mình đã thật sự lên nóc nhà hay chưa. Biểu hiện của phụ nữ khi lên đỉnh phái mạnh nên biết rõ. Âm đạo co thắt liên tục. Khi nàng đạt khoái cảm tột đỉnh, các cơ của bộ phận âm đạo, nhất là cơ ở bên ngoài, sẽ có hiện tượng co thắt, giật giật mạnh mẽ và liên tục bóp chặt vào thằng nhỏ của bạn, làm bạn cũng sướng tê rồi chim. Hiện tượng này đều đặn diễn ra từ 3 đến 15 lần, trong khoảng thời gian từ 2 đến 4 giây. Có nhiều cô còn lâu hơn. Hãy tập trung cảm nhận, bạn sẽ thấy các cơ của cô bé bóp lại rồi thả ra thằng nhỏ của bạn. Nếu bạn thường xem phim cấp 3, nhất là những bộ phim của Nhật Bản, bạn sẽ thấy rõ hiện tượng này. Khi lên đỉnh, toàn bộ cơ thể của nàng sẽ co giật như là bị điện giật vậy. Trong đó vùng cơ hậu môn và âm đạo của nàng cũng không ngoại lệ. Đối với những phụ nữ co giật nhẹ thì không sao, còn có một vài trường hợp co giật nặng lại gây ra không ít hiểu lầm. Chị T kết hôn và trong đêm tân hôn đó cũng là lần đầu tiên chị làm chuyện ấy. Cả hai cùng hôn nhau rồi dạo đầu, rồi anh cũng quan hệ bằng miệng khiến chị vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Sau đó thì hai người bắt đầu giao ban, mọi chuyện cứ tưởng diễn ra suôn sẻ trong đêm tân hôn, nhưng không ngờ chị đang quan hệ giữa chừng thì chị T co giật đùng đùng, làm anh chồng cứ tưởng bị giật kinh phong mà sợ xanh cả mặt. Lát sau, khi cơn cực khoái qua đi thì anh mới biết là do chị lên đỉnh, sướng quá nên mới co giật, chứ không phải bị bệnh tật gì cả. Ánh mắt đê mê mờ ảo. Không chỉ phụ nữ mà nam giới chúng ta cũng vậy. Khi đoạt cực khoái cảm giác rất sung sướng đê mê, cứ lần lần như trên mây vậy. Con người trong trạng thái này cứ như đi trên mây, ánh mắt cứ lờ đờ và rất là phê. Hơi thở nhanh. Khi mà sự lên đỉnh của phụ nữ sắp xảy ra, tim cô ấy sẽ đập mạnh hơn, vì khi này, những cơ quan trong cơ thể cũng như những cơ bắp bắt buộc phải được bơm nhiều oxy hơn để có thể duy trì hoạt động. Chính vì thế, nàng phải thở nhanh và mạnh hơn mới đáp ứng đủ nhu cầu oxy cơ thể đang cần. Khi mà bạn nhận biết được hơi thở gấp gáp cùng nhịp tim loạn xạ của người tình thì chắc chắn nàng đang khoái lạc thực sự. Tuy nhiên, sau khi cô ấy lên tiếng mà hơi thở vẫn bình thường thì có thể bạn bị lừa tình rồi đấy. Lấy chân kẹp người bạn. Bạn có để ý trong bộ phim 3X không? Khi người phụ nữ sung sướng, họ sẽ lấy hai chân kẹp lấy người bạn, tay thì cấu chặt vào mền gối hoặc ghì chặt đầu của bạn vào người cô ấy. Nhất là khi quan hệ bằng miệng, cô nàng đang ngồi, còn bạn thì quỳ phía dưới và liếm âm đạo của nàng. Bạn cứ canh ngay hoặc le của nàng mà liếm tí nữa khi lên đỉnh. Một là cô ấy sẽ bắn hết cả dâm thủy vào miệng bạn, còn hai họ sẽ lấy hai tay ôm đầu bạn và ép chặt miệng bạn vào trong âm đạo của họ. Họ muốn nói với bạn rằng, Anna, em đang rất sướng, anh hãy tăng mạnh cường độ lên chứ đừng giảm xuống nhé. Khi lên đỉnh, phụ nữ họ sẽ thường ưỡn ngực ra, nhấc bụng cao lên và cong lưng lại, mục đích nhằm làm căng các cơ để xuất tinh được mạnh hơn. Phụ nữ cũng xuất tinh đấy nhé. Khi này, máu tuần hoàn rất mạnh, khiến lượng máu đổ về ngực của nàng cũng rất nhiều, làm cho nó căng phồng và hồng hào hơn bình thường, nhìn thấy kích thích. Đồng thời khuôn mặt và hai vành tai của nàng cũng sẽ đỏ ứng lên, âm vật và hai đầu vú thì cương cứng ra. Biểu hiện của phụ nữ khi lên đỉnh, nó cũng giống như dương vật của bạn vậy. Khi bạn sắp xuất tinh, dương vật cũng sẽ cương cứng lên rất to, nhằm tạo ra áp lực để bắn tinh trùng ra ngoài thật nhanh và thật mạnh. Tiếng kêu rên của nàng. Trong suốt quá trình quan hệ, một số phụ nữ họ sẽ rên khe khẽ, làm bạn cũng ức không chịu nổi. Cô nào mà nằm im lấy gối che mặt không rên rỉ gì thì về nhà chơi với cô nam còn hơn. Nếu để ý kỹ thì khi sắp lên đỉnh, âm thanh rên rỉ của họ sẽ nhiều và mạnh hơn. Vì lúc này các cơ trên cơ thể đang trọng thái co lại rồi căng ra, điển hình là cơ âm đạo. Ở cuống họng cũng vậy,
Khi các cơ này co thắt sẽ vô tình tạo ra các âm thanh nghe rất sướng tai mà bạn sẽ khó có thể nào quên được. Có một vài phụ nữ khi lên đỉnh, họ còn nói tục, nói dầm như trong các bộ phim Mỹ, các cô gái thường ao xiết. Cho nên, khi người phụ nữ của bạn có lỡ miệng văng tục, thì cũng đừng trách họ, vì lúc đó nhiều khi sướng quá không kiềm chế được, nên nói tục vậy thôi. Nàng khóc. Nghe có vẻ lạ, nhưng thực sự có một vài phụ nữ sau khi đọt cực khoái, họ lại khóc. Khóc không phải vì họ đau, mà vì họ quá sung sướng. Phụ nữ rất nhạy cảm, cũng giống như buồn vui, khi họ sướng quá, họ cũng sẽ khóc. Việc cần làm lúc này là hãy ôm chặt và trò chuyện với bạn tình để cảm nhận sự hạnh phúc sung sướng nhé. Cười khanh khách. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nếu để ý, bạn sẽ thấy rất nhiều phụ nữ có hiện tượng cười sảng khi lên đỉnh. Một ví dụ như của chị T ở Hà Nội. Vợ chồng chị sống trong một căn hộ cùng với ba mẹ chồng và em gái của chồng. Đã nhiều lần cả nhà giật mình vì cứ khoảng 1-2 giờ đêm lại nghe tiếng chị cười rất to. Ai trong nhà ai cũng tưởng chị có vấn đề hay là bị ma nhập nên vô cùng hoảng hốt. Nhưng thật sự họ không biết đó là lúc hai vợ chồng chị đang quan hệ. Ai làm chị sướng quá nên chị cười sảng lên rất to. Từ đó trở đi, khi ân ái, cứ mỗi lần chị sắp lên đỉnh, anh lại phải lấy tay bịt mồm chị lại, nếu không muốn sáng hôm sau bị bố mẹ than phiền. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bài thuốc đơn giản trị mất ngủ còn tốt gấp 10 lần thuốc an thần. Bài thuốc này cực kỳ đơn giản. Chỉ cần lấy một trái chuối đem nấu với nước, bạn sẽ có ngay một bài thuốc tự nhiên chữa bệnh khó ngủ lâu năm, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Giấc ngủ đêm đóng vai trò quan trọng đối với sự phục hồi chức năng của toàn bộ cơ quan trong cơ thể. Chắc chắn vấn đề thiếu ngủ kéo dài sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe của bạn, bởi gần như toàn bộ phúc lợi của chúng ta đều phụ thuộc vào 8 tiếng ngủ sau đó. Nếu bạn bị mất ngủ lâu năm thì nhiều vấn đề sức khỏe như ung thư, béo phì và tiểu đường sẽ ùn ùn kéo đến. Vì vậy, nếu gặp một số vấn đề dưới đây thì chứng tỏ căn bệnh rối loạn giấc ngủ đang tác quái và bạn cần thay đổi thói quen ngủ ngay lập tức. Mất trí nhớ, trầm cảm, luôn căng thẳng hoặc lo âu, trằn trọc khó ngủ, mệt mỏi vào buổi sáng, giật mình suốt đêm, không thể tập trung. Bài viết kỳ này của chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết nhanh chóng các triệu chứng ở trên bằng một trái chuối, thay vì sử dụng các loại thuốc an thần gây ngủ để trị mất ngủ, dễ gây nghiện. Chuẩn bị: một trái chuối to, 600ml nước, bột quế. Thực hiện: cắt bỏ phần đầu và phần đuôi quả chuối. Cho nước vào nồi, đun đến khi nước sôi tim thì bỏ nguyên trái chuối vào. Tiếp tục đun sôi trong 10 phút rồi tắt bếp. Lấy chuối ra, cắt thành từng miếng nhỏ vừa miệng. Đổ phần nước luộc chuối vào cốc và cho vào đó một chút quế. Hướng dẫn sử dụng: uống ly nước nấu chuối, rắc bột quế trước khi bạn đi ngủ khoảng 1 giờ. Sau khi uống, đợi 10 phút, bạn ăn hết trái chuối nấu. Ghi chú: một số sẽ có phản ứng đi tiểu nhiều sau khi uống nước nấu chuối chừng 20 phút. Bạn có thể cho vào nước luộc chuối một ít đường stevia nếu thích uống hơi ngọt ngọt. Vì sao lại kết hợp chuối và quế? Chuối là thực phẩm hữu cơ, rất giàu kali và magie, đặc biệt là vỏ chuối. Kali và magie là chất có lợi cho hệ thống thần kinh và khiến các cơ bắp của bạn thư giãn, làm giảm chuột rút cùng với các cơn đau khác. Quế lại là một trong những cách tốt nhất để cân bằng lượng đường trong máu, thúc đẩy tiêu hóa và sự tuần hoàn máu trong cơ thể. Khi nồng độ đường trong máu được cân bằng, các kích thích tố sẽ hoạt động tốt hơn và cho phép bạn rơi vào giấc ngủ dễ dàng. Đôi lời nhắn nhủ: trong bài thuốc tự nhiên trị mất ngủ, ta đun sôi trái chuối còn vỏ, nên bạn cần chọn mua chuối sạch, tránh mua chuối bị tẩm hóa chất độc hại. Để đảm bảo an toàn, hãy chọn địa chỉ mua bán thực phẩm sạch có uy tín và nắm vững mẹo nhận biết trái chuối ngậm hóa chất kích thích nhé. Chúc bạn và gia đình luôn sống vui, khỏe mỗi ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. V
vì sức khỏe người Việt. Cô bán sầu riêng 12 năm, chỉ cách phân biệt sầu riêng hóa chất cực chuẩn. Ai không biết thì tiếc cả đời. Chuyện là thế này các mẹ ạ, à. Em là em thích ăn sầu riêng lắm. Chỉ nghĩ tới vị thơm ngon béo ngậy của sầu riêng là em đã chịu không nổi rồi. Hồi trước, lúc còn ở nhà, cứ đến mùa sầu riêng là em lại được về vườn nhà ông ăn thỏa thích. Phải nói là sầu riêng miền Tây, quê em ngon hết ý ạ. À. Thế nhưng mấy năm nay, do em lên Sài Gòn học rồi đi làm, cứ mỗi lần tới mùa sầu riêng là thèm chảy nước miếng luôn mà chẳng dám mua ăn. Tại em thấy mấy bài báo đăng tin sầu riêng bị ngâm thuốc nên em sợ quá ạ. Lần trước em cũng liều màng mua về một trái rồi ăn và kết quả là bị tào tháo rượt cả đêm. Giờ cứ mỗi lần đi ngang mấy hàng sầu riêng là em cầm lòng không được, nhưng mà nhớ lại cái vụ lần trước nên chừa. Cho đến mấy hôm trước đang đi làm về thì em chợt nghe mùi sầu riêng thoang thoảng đâu đó. Thì ra đường em đi làm về hàng ngày là đi ngang một khu chợ trái cây nên bị dính mùi sầu riêng là phải rồi. Dừng xe lại quan sát xung quanh thì em mới thấy hàng sầu riêng của một cô bán gần đó. Thèm quá chịu không nổi, em đánh liều đến mua đài. Vừa bước xuống xe đến lựa là cô bán hàng đã cười niềm nở với em rồi. Ấy vậy mà em cứ lựa hoài nhưng không dám mua, cứ sợ sợ sao đó à. Hết xem cuốn lại xem vỏ sầu riêng xem thế nào. Thấy em lựa lâu quá nên cô bán hàng cũng xin nghi hay sao ấy. Chắc cô cũng hiểu được em đang lo lắng chuyện gì nên tươi cười bảo với em: còn sợ sầu riêng cô bán không đảm bảo chất lượng đúng không? Nếu vậy thì cứ để cô chỉ cho cách phân biệt sầu riêng ngâm thuốc với sầu riêng chín tại vườn nhé. Cô chỉ con để con biết, chứ đó giờ cô bán sầu riêng ở đây cũng được 12 năm rồi, cô không có làm mấy chuyện thất đức vậy đâu. Nghe cô nói, em ngượng ngùng vô cùng các mẹ ạ. À. Chỉ biết nhìn cô cười trừ luôn. Xong rồi cô chỉ em cách phân biệt sầu riêng chín tự nhiên và sầu riêng ngâm hóa chất như thế này nè các mẹ. Cô nói, với sầu riêng chín tự nhiên, ấn nhẹ vào cuốn sẽ cảm giác cuốn ướt, thậm chí vẫn còn nhựa chảy ra và tươi, gai mới, xanh cứng, còn sầu riêng ngâm hóa chất thì ngược lại. Cụ thể cô bảo dấu hiệu để nhận biết sầu riêng bất thường là như thế này ạ. À. Về gai và cuốn, nếu là sầu riêng được ép chín bằng thuốc, thông thường người ta sẽ hái quả xanh trên cây rồi mang về giấm thuốc. Do để lâu hơn nên quả hay bị héo, thối hạt rụng gai, bị bầm dập và màu sạm đi. Trong khi đó, với sầu riêng chín tự nhiên, khi dùng ngón tay ấn nhẹ vào cuốn sẽ có cảm giác cuốn ướt, thậm chí vẫn còn nhựa chảy ra và tươi. Các gai trong cũng tươi mới, xanh cứng. Trên bề mặt vỏ, với những quả có khe nước, khi ấn tay vào sẽ thấy thịt quả cứng như đá và tay sẽ có màu vàng như vừa sờ vào thuốc nhuộm thì là sầu riêng ngâm hóa chất. Sầu riêng chín tự nhiên có phần mềm thịt hơn. Về muối sầu riêng, với sầu riêng chín tự nhiên sẽ dễ dàng tách rời được các muối. Các muối màu vàng óng, béo ngậy và thịt sầu riêng rất dễ mềm. Ngược lại, sầu riêng chín ép bằng hóa chất rất khó để tách muối. Muối màu vàng nhợt, ăn rất nhạt. Đồng thời thì sầu riêng cũng bị sượng hơn. Về mùi vị, sầu riêng bị ngâm hóa chất khi chín không có mùi thơm nồng đặc trưng, đôi khi không có mùi. Trái sầu riêng chín cay tự nhiên thì có mùi thơm nước mũi, đi từ xa vẫn có thể ngửi thấy được. Ngoài ra, với những quả có khe nước, khi ấn tay vào sẽ thấy thịt quả cứng như đá và tay sẽ có màu vàng như sờ vào thuốc nhuộm thì không nên mua. Đó thường là những quả còn non hoặc bị sượng. Bên cạnh đó, để chọn sầu riêng ngon thì nên chọn quả có gai nở to đều, cứng chắc và ít nhọn. Khi bóp hai gai gần nhau lại với nhau, quả non thì gai sẽ mềm, quả già thì gai cứng. Chị dẫn tận tình cho em cách phân biệt sầu riêng ngâm thuốc, rồi cô còn tốt bụng chỉ cho em sầu riêng ngon nữa. Tại cô bảo nhìn em còn trẻ quá, chắc là sinh viên nên chưa có kinh nghiệm mấy vụ này đâu. Cô bảo để chọn sầu riêng ngon phải chú ý những điều sau đây. Hình dáng, trái sầu riêng nào có hình dạng không đẹp mã thì thường ít hỏng và chất lượng cũng ngon hơn trái sầu riêng to tròn, nhìn bắt mắt. Điều này nhiều người không có kinh nghiệm thường mắc phải, bởi thường thấy quả to và bắt mắt là lấy ngay. Cuốn, càng để lâu thì cuốn càng teo lại.
Do đó, khi mua, bạn nên chọn những trái cuốn đừng quá héo, vì trái đó chắc chắn là lâu rồi. Thông thường với loại trái cây để lâu ngày, người bán sẽ cắt bớt phần đầu đen của nó khiến người mua tưởng là mới hái. Gai, nở to đều, ít nhọn, cứng chắc. Bốc hai đầu gần nhau lại với nhau, nếu quả nào già thì gai cứng, quả non, gai sẽ mềm. Nói xong một tràng cho em nghe, mặc cho em đang còn ngơ ngác tiếp nhận quá nhiều thông tin xa lạ, thì cô đã nhanh tay cầm trái sầu riêng trước mặt em lên, dùng một thanh dài gõ vào vỏ. Xong cô bảo, đấy còn có nghe thấy tiếng bịt bịt hay bột bột không? Em lắng tai nghe cô làm lại lần nữa, thì đúng là nghe tiếng bịt bịt thiệt. Rồi cô bỏ trái sầu riêng xuống và bảo, nghe thấy tiếng vậy thì chứng tỏ là sầu riêng ngon đó. Còn chừng nào con nghe chắc cứng như cong cong hay bong bong thì con nên đổi trái khác, vì trái đó không ngon đâu. Nghe cô nói xong, em lấy một trái gõ gõ thử rồi quan sát xem mấy dấu hiệu cô vừa chỉ ở trên, cuối cùng quyết định mua một trái to luôn. Bữa đó mang về nhà, mở ra lấy ruột làm sinh tố uống ngon hết ý luôn ạ. Thiệt, không nhờ cô bán hàng tốt bụng, chắc em nhịn thèm sầu riêng đến chết luôn. Đấy, một số kinh nghiệm mà cô bán sầu riêng lâu năm nói cho em biết. Em thấy hay quá, giờ chia sẻ để các mẹ biết cách phân biệt sầu riêng chín tự nhiên và sầu riêng ngâm thuốc ạ. Chúc các mẹ lựa chọn sầu riêng thành công nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Điểm G của đàn ông có hay không? Không ít người cũng muốn biết đàn ông có điểm G không, và nếu có thì nó nằm ở đâu. Trong khi giới y khoa và cả mọi người đang lo hay đi tìm kiếm chính xác điểm G của phụ nữ, nếu điểm G của phụ nữ vẫn còn nhiều tranh cãi và có nhiều định nghĩa khác nhau, thì không ít người cũng muốn biết đàn ông có điểm G không, và nếu có thì nó nằm ở đâu, để khi chạm đến sẽ gây hưng phấn, dễ đọt cực khá nhất. Đa phần ý kiến của các nhà chuyên môn đều cho rằng đàn ông không có điểm G, hoặc đàn ông không có điểm G nhưng có rất nhiều điểm nhạy cảm, mà khi những điểm này được kích thích, đàn ông sẽ vô cùng hưng phấn và máu tuôn dồn dập về trung tâm hỏa lực của các chàng, khiến mức độ cực khoái tăng vọt. Thế nhưng cũng có ý kiến lại dựa vào logic về chu trình hoạt động sinh lý của phần cơ thể, đặc biệt trên nam giới, mà khẳng định nam giới vẫn có điểm G, điểm gây hưng phấn nhất về tình dục khi được kích thích đúng cách. Giả thuyết trên được đưa ra khá bất ngờ là điểm G của các chàng hoàn toàn không nằm trên cậu nhỏ. Điểm được định vị ở tuyến tiền liệt, một hạch kích cỡ bằng hạt óc chó nằm bên trong và dưới bàng quang, chính là điểm G của các chàng, nơi hội tụ vô số đầu dây thần kinh nên siêu nhạy cảm. Bởi tuyến tiền liệt nằm kín bên trong nên vùng da nối giữa cơ quan sinh dục và hậu môn sẽ là trung gian truyền cảm giác khi được tay mơn trớn hay xoa ấn nhịp nhàng lúc đang ân ái. Để kích thích nó, nàng có thể dùng hai ngón tay xoa vào vùng da ở giữa tinh hoàn và hậu môn của chàng. Khi cảm thấy chàng đã gần lên đỉnh, bạn hãy ấn nhẹ vài lần vào điểm đó để tăng độ phấn khích cho chàng. Tuy nhiên, khi đó đàn ông mới được sướng cấp độ 1. Muốn đưa chàng lên cực đỉnh, chính tuyến tiền liệt phải được chạm đến. Kỹ thuật này kỳ công và đòi hỏi các bà vợ phải tinh tế mới chạm đến được. Một số ý kiến khác lại đánh giá điểm G của đàn ông nằm ở mặt dưới của cậu nhỏ, là khu vực nhạy nhất với những khoái cảm tình dục trong tất cả các điểm nóng của chàng. Đây là nơi cực kỳ nhạy cảm và chỉ cần chạm nhẹ là khiến chàng rùng mình. Ở mặt dưới của dương vật có thể nhìn thấy vết thẹo của một đường rãnh, còn gọi là đường đan, chạy dài từ hậu môn qua bìu và mặt dưới thân dương vật. Đó là kết quả của sự khâu và hàng lại của khe rãnh đáy chậu trong giai đoạn phát triển bào thai của dương vật và bìu. Khi dạo đầu, cứ 20 đến 30 giây, nàng lại nên chạm nhẹ vào điểm này, nó sẽ khiến chàng tăng lửa rất nhanh. Tuy nhiên, khi mọi điều chưa được khẳng định chắc chắn, thì điểm G của đàn ông vẫn là vấn đề bỏ ngỏ. Để cuộc yêu thành công viên mãn, giúp chàng đoạt đỉnh nhanh nhất, chị em cũng nên biết đàn ông cũng có những điểm rất nhạy cảm. Nếu chị em biết là điểm đúng huyệt thì sẽ khiến chàng vô cùng ngất ngây. Vùng mặt.
Hôn môi là một cách thể hiện tình cảm không thể thiếu. Thường khi hôn, chị em thường để đàn ông chủ động. Nhưng nếu một lần được nàng chủ động hôn say đắm, thì chàng sẽ rất thích thú. Khuôn mặt của anh ấy vẫn còn hai nơi cần sự vuốt ve của bạn, đó là má và mũi. Sau khi hôn môi, hãy lướt nhẹ bờ môi của mình lên hai bên má chàng. Bạn còn có thể khẽ cắn một cái lên mũi anh ấy, chàng sẽ rất bất ngờ đấy. Cổ, gáy, tai. Theo một vài đánh giá, vành tai ngồi phía sau của nam giới là một giác quan cảm xúc. Hãy dùng đầu lưỡi hôn nhẹ lên vành tai chàng từ phía sau, hoặc gặm nhẹ vành tai chàng, bạn sẽ thấy ngay phản ứng bất ngờ từ chàng. Đó cũng là những vị trí khá nhạy cảm mà người đàn ông khó có thể kiềm chế được. Vùng sau gáy cũng được coi là một vùng nhạy cảm của nam giới. Bạn hãy ôm chàng từ phía sau, hôn lên gáy từ từ, nhẹ nhẹ và hãy nhâm nhi vùng gáy chàng. Kể cả đang mệt mỏi hay đang căng thẳng, thì chàng cũng sẽ dễ dàng sập bẫy ái tình ngọt ngào của bạn. Đầu ngực. Đừng nghĩ rằng nam giới thì không thích hôn vào ngực. Họ cũng cảm thấy rất phấn khích nếu được người phụ nữ hôn vào nơi nhạy cảm này. Dù rằng đây không phải là vị trí nổi bật của nam giới, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ sướng mê khi được bạn làm như vậy. Đừng quên vuốt ve chàng khi bạn thực sự muốn dẫn dắt chàng vào cuộc vui bạn nhé. Vùng dưới thắt lưng và đùi trong. Nếu muốn được yêu mà tế nhị, không phải mở lời, bạn hãy chủ động âu yếm chàng. Cách đơn giản là bạn hãy đề nghị chàng nằm xuống để bạn massage lưng cho chàng. Bắt đầu bằng những động tác massage nhẹ nhàng, chậm rãi dọc sống lưng, kéo xuống tận thắt lưng dưới. Động tác này vừa giữ ấm cơ thể chàng nhưng cũng làm chàng rất đê mê. Rất ít phụ nữ từng thử khám phá vùng đùi trong của đối tác, và có lẽ cũng vì thế chàng sẽ ngạc nhiên và thấy vô cùng thú vị khi đang được bạn vuốt ve khu vực đó. Thêm nữa, khi xoa bóp đùi trong, lượng máu đến đó sẽ tăng lên, kích thích ham muốn của anh ấy, và cậu nhỏ của chàng vì thế sẽ vươn lên dũng mãnh hơn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ăn thực phẩm này vào, ham muốn của phụ nữ tăng cao, hễ yêu là lên đỉnh. Dưa hấu. Dưa hấu được xem là viagra tự nhiên vì khoảng 92% dưa hấu được tạo thành từ nước, thì 8% còn lại thì lại chứa các chất dinh dưỡng phong phú cho sức khỏe tình dục. Dưa hấu chứa một hợp chất gọi là citrulline, khi dung nạp vào cơ thể sẽ chuyển đổi thành arginine. Arginine làm thư giãn tĩnh mạch máu cho cơ thể, tương tự như tác dụng của viagra, cuối cùng tăng ham muốn tình dục. Bên cạnh đó, 46 calo trong một cốc nước ép dưa hấu được xem là một sự bổ sung tuyệt vời cho bữa ăn mỗi ngày. Tỏi. Mùi của tỏi có thể là một thủ phạm hủy diệt hoàn loạt những ham muốn yêu nhiều giờ sau khi ăn. Tuy nhiên, tỏi chính là tác nhân làm tăng ham muốn đáng kể cho chuyện ấy. Gia vị cay nồng đặc trưng này sẽ khiến cuộc sống tình dục thêm tốt đẹp vì tỏi làm giãn nở mạch máu, cải thiện lưu thông trên toàn khu vực môi dưới và dưới cẳng chân, giúp chị em chủ động hơn trong chuyện ấy. Mỗi buổi sáng nên ăn vài tép tỏi và thường xuyên dùng tỏi như một loại gia vị. Tuy nhiên, trước khi sẵn sàng cho chuyện ấy, chị em kiểm tra mùi vị của riêng mình nữa nhé. Trứng. Hormone tình dục quan trọng. Các loại trứng gia cầm đều giàu vitamin B5 và B6, cả hai đều có tác dụng duy trì thăng bằng hormone và giảm stress. Ngoài ra, trứng cũng có chứa nhiều cholesterol, một chất tiền thân quan trọng của cả hai loại hormone sinh dục quan trọng là testosterone và estrogen. Trứng gà cũng giúp chị em cải thiện đáng kể vẻ đẹp của núi đôi bằng cách ăn trứng gà hấp với sữa đặc và mật ong. Phương pháp kích thích ham muốn tình dục ở phụ nữ. Có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, tránh lao động quá sức không phù hợp, tránh lo lắng, stress, luôn giữ tâm trạng thư thái, vui vẻ, không sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, cà phê. Giữ vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục, phát hiện sớm viêm nhiễm để điều trị kịp thời. Có chế độ ăn các chất dinh dưỡng chứa nhiều lượng estrogen để tăng cường ham muốn ở phụ nữ, giảm quá trình lão hóa. Món ăn chứa nhiều chất giống estrogen nhất là mầm đậu tương. Mầm đậu tương rất giàu chất testosterone,
Một chất tương tự như estrogen giúp tăng cường ham muốn tình dục và giảm triệu chứng mãn kinh, chậm quá trình lão hóa. Nắm bắt và thực hiện đúng kỹ thuật kích thích ham muốn tình dục ở phụ nữ. Dùng miệng, lưỡi, tay để kích thích các vị trí nhạy cảm của người phụ nữ như môi, cổ, vai, gáy, vùng kín sẽ khiến phụ nữ đạt khoái cảm dễ dàng và sẽ cải thiện được đời sống chăn gối tốt hơn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Loại cỏ quý hơn vàng, bà đẻ con nít khỏe mạnh quanh năm, mọc đầy ít người biết. Hồi còn bé xíu, em và lũ bạn hay ngắt cỏ này để chơi đồ hàng. Sau khi về làm dâu, mới biết nó lại là loại thuốc quý mà y học cả Đông lẫn Tây đều quý trọng. Em thấy một số chị từng tuyên bố gạch mặt các bài thuốc dân gian, phần vì dùng lâu mà vẫn chưa thấy tác dụng, phần vì gặp một vài tai nạn trong quá trình dùng nên tưởng. Nhưng em khuyên thật các chị nhé, làm như vậy là thiệt lắm đấy ạ. Bản thân em cũng là một bà mẹ, đọc cũng nhiều, đi nhiều và chẳng bao giờ tin vào những quan niệm lạc hậu, cổ hủ để áp dụng nó trong cách chăm con của mình. Tuy nhiên, rất nhiều người quan sát, để ý nhà hàng xóm và thử nghiệm con mình. Em cho rằng vẫn có một số bài thuốc dân gian thực sự tác dụng, nếu không nói là rất hiệu nghiệm. Nếu các mẹ chưa tin, hãy xem em làm chuột bạch thế nào nhé. Hồi có bầu được 8 tuần, do em không biết mình mang thai nên cứ chạy sắp chạy ngửa, lo việc cửa hàng. Kết quả là em bị động thai, chảy cả máu. Vì khi ấy em mang bầu con trai đầu, lại là cháu đích tôn của cả nhà, nên chồng em phải cất công rước mẹ chồng từ dưới quê lên chăm. Lúc lên, bà mang theo rất nhiều thứ cây trồng trong vườn nhà, trong đó có cả một bịch cỏ bự, dài dài mà mới nhìn em chưa đoán ra là gì. Bà bỏ ra cho xem, em mới biết loại cỏ này, ngày trước em và lũ bạn vẫn thường bước, cho lên vắt dây thun và chơi chọi gà. Nghe má nói, lấy cỏ này sắc nước để uống, tưởng nói chơi, ai ngờ hôm sau má làm thật. Má bảo đây là cỏ mần trầu, chỉ cần em chăm chỉ uống ngày 2 lần, buổi sáng và tối, thì ít hôm nữa sẽ hết động thai mà chứng ốm nghén cũng khỏi luôn. Ban đầu em cũng hơi ngại uống, vì từ trước giờ chỉ trọng thuốc Tây, vừa nhanh hiệu quả, lại là cả xã hội người ta đều dùng. Nhưng vì má chồng cứ kè kè bên cạnh nên chẳng dám bỏ. Cũng may cho em, vị của nó dị uống, vị ngọt ngọt và hơi đắng đắng tí tẹo. Sau 5 ngày uống liên tục thứ nước này, chồng đưa em đi tái khám lại, đến cả bác sĩ cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Từ sau lần ấy, em bắt đầu tin tưởng công dụng của cỏ mần trầu này, nhưng cũng không nghĩ nó lại có nhiều lợi ích như thế. Lúc em sắp sinh, má chồng lên thăm cũng đùm đìa qua quê và không quên gói cho em một bịch cỏ mần trầu, dặn dò. Con đẻ xong, nấu nước cỏ mần trầu uống thì dịch sẵn sẽ mau hết. Nếu con bị vàng da, trúng ngày trời không có nắng, lấy cỏ này tắm cho con thường xuyên sẽ khỏi ngay. Còn không, cứ lấy nó tắm cho thằng bé hàng ngày để sau này có mũi chích hay con gì cắn sẽ không bị ghẻ lửa. Da dẻ cũng mát mẻ. Nhớ lời má dặn, sau sinh em cũng nhờ mẹ ruột sắc uống thử xem sao. Thấy em chỉ mới 2 tuần đã sạch sẵn dịch, đến mẹ đẻ em đã có kinh nghiệm sinh cả 5 đứa con cũng còn phải há hốc miệng không tin. Về phần con em, tuy cu không bị vàng da nhưng em cũng lấy cỏ này nấu nước cho bé tắm thường xuyên. Lại thêm lần nữa, em chứng thực cỏ này đúng là sự thật. Như những đứa trẻ khác, mỗi lần bị con gì cắn thì nổi sưng đỏ, lở lét và để lại sẹo thâm, chứ còn em thì không. Đã vậy, em cũng chưa thấy con nổi được rôm nào, dù thằng bé đến nay đã được hơn 3 tuổi. Qua rất nhiều lần sử dụng, với nhiều mục đích khác nhau, em cũng rất tò mò về loại cỏ thần sầu này, nên mày mò tìm hiểu thêm. Dưới đây là những gì em biết về công dụng của loại cỏ này, cũng như các bài thuốc quý cho bà bầu lẫn trẻ nhỏ. Các mẹ có thể nghiệm xem nhé. Nhận biết cỏ mần trầu. Tên gọi thông thường nhất là cỏ mần trầu, nhưng một số vùng quê khác còn gọi nó là cỏ vườn trầu, cỏ mần trầu hay cỏ gián. Cỏ này mọc nhiều ở ven đường,
ven bờ ruộng hoặc các bãi đất hoang. Rễ của cỏ rất chắc, khỏe và thân cao tầm ngang đầu gối, 15-90cm. Mỗi cây cỏ đều có bông, tẻ ngón từ 5-7 nhánh, tuổi đều theo vòng tròn. Tất cả bộ phận của cỏ từ rễ đến thân, hoa quả đều có thể dùng làm thuốc. Ở đây, em xin chia sẻ với các mẹ các bài thuốc cho bà bầu và trẻ nhỏ mà em đã sưu tầm được từ các nguồn tài liệu y học khác nhau. Để chăm bà bầu, trị chứng cao huyết áp thai kỳ. Lấy cỏ cây gồm rễ, sau khi rửa sạch, thái nhỏ và cân đúng 50g. Lấy phần cỏ này đi giã nát và hòa với một bát nước sôi. Cuối cùng, bắt lấy nước trong để uống ngày 2 ngày. Vì cỏ đã có vị ngọt tự nhiên nên không cần thêm đường. Nhưng nếu thấy quá khó uống, có thể thêm chút xíu đường. Trị động thai, táo bón, lo âu, non ngán, đau đầu hoặc tức ngực. Phơi cỏ mần trầu khô, ngày lấy 12-16g nấu với 500ml nước, còn lại 300ml và uống ngày 2-3 lần. An thai, 8g cỏ mần trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. An thai, 8g cỏ mần trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. Tất cả đem rửa sạch và xắt lấy nước uống ngày. Tất cả đem rửa sạch. An thai, 8g cỏ mần trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. Tất cả đem rửa sạch và xắt lấy nước uống hàng ngày. Để sản dịch mau hết, ngày xắt 50g cỏ mần trầu, lấy nước uống từ 2-3 lần để sản dịch mau hết và cơ thể sạch sẽ từ bên trong. Ngoài ra, để chống rụng tóc như mưa sau sinh và chữa bệnh sa tử cung, người ta cũng dùng đến cỏ mần trầu. Để chăm các con, trẻ mụn nhọt, rôm sảy, nổi ban đỏ, tưa lưỡi, lấy khoảng 120g cỏ mần trầu tươi rửa sạch, giã nát và vắt lấy nước cho trẻ uống. Nếu là cỏ khô, lấy 20g xắt với 400ml nước, còn 100ml và chia uống ngày 2 lần. Trị trẻ bị viêm da, vàng da, lấy 60g cỏ mần trầu xắt lấy nước cho bé uống hoặc lấy nước tắm. Để tăng công hiệu, có thể tìm cây tổ kháng được, một loại cây gió, khoảng 30g để xắt nước cùng. Trị trẻ bị sốt cao, co giật, lấy 120g cỏ mần trầu xắt với 500ml nước, còn lại 300ml, sau đó thêm ít muối và cho bé uống liên tục trong vòng 12 tiếng đầu. Trị trẻ bị cảm, nóng sốt, lấy 16g cho mỗi loại gồm cỏ mần trầu và cỏ chanh để xắt lấy nước cho bé uống. Phòng ngừa viêm màng não truyền nhiễm, mỗi ngày xắt khoảng 30g cỏ mần trầu và cho bé uống liên tục trong 3 ngày vào thời điểm dịch viêm màng não xuất hiện. Sau đó, cách 10 ngày lại cho bé uống với liều lượng tương tự. Trẻ đái dầm, lấy 20g cỏ mần trầu, 20g mùi tàu, 20g rau ngổ, 10g cỏ sữa lá nhỏ, đem rửa sạch và xắt cho bé uống sau bữa ăn chiều. Trị độc trong, ghẻ lỡ, mẩn ngứa, lấy 50g mần trầu tươi, giã lấy nước cho bé uống ngày 2-3 lần. Trị viêm gan, vàng da, trẻ có dấu hiệu vàng da do viêm gan, lấy 50g cỏ mần trầu tươi, 20g rễ tổ kiến được, xắt lấy nước uống ngày 3 lần. Trị bong gân, bé vui chơi, chạy nhảy bị té ngã, bong gân, lấy cỏ mần trầu giã nhỏ và đắp trực tiếp lên chỗ bị bong gân, sau đó dùng vải sạch quấn lại. Sau khoảng 3 ngày trị, trẻ sẽ khỏi. Đây là chia sẻ của em, các mẹ có thể thử hoặc không tùy lựa chọn. Tuy nhiên, sau thời gian bầu bí và chăm sóc con nhỏ, em rút ra được một điều này. Đôi khi bản năng người mẹ sẽ chỉ cho mẹ biết phải làm gì, thay vì luôn răm rắp theo lời bác sĩ hoặc một lời chỉ dẫn nào đó. Vì vậy, chỉ có mẹ mới là người chăm con tốt nhất. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nếu trước cửa hay trong vườn nhà có cây này, tốt nhất hãy chặt ngay cho lần. Đều là cây xanh, nhưng có những loại cây bạn tuyệt đối không nên trồng trong khuôn viên nhà mình, đặc biệt là một số loại cây dưới đây. 1. Cây dâu. Theo quan niệm dân gian, cây dâu, cành dâu được dùng để xua đuổi tà ma. Thế nhưng nó không được khuyến khích trồng trong vườn nhà.
đặc biệt là trước cổng nhà. Nguyên nhân là bởi trong tiếng Hán, cây dâu đọc là tang, cùng âm với tang ma, tang tốc, có liên quan đến chết chóc bất hạnh, không mang lại may mắn. 2. Cây liễu là loài cây dễ sống, nên liễu được chọn để trồng khá nhiều ở những nơi công cộng. Vừa mang lại màu xanh, vừa tạo cảnh đẹp hữu tình. Tuy nhiên, nó hoàn toàn không phù hợp cho việc đem về nhà trồng trong sân vườn. Theo yếu tố tâm linh, liễu trồng trong nhà sẽ mang đến buồn phiền, xui xẻo, hao tài tốn của cho gia chủ. Liễu thường gắn với những điển tích buồn thảm và không được may mắn, nên khi hiện diện trong vườn nhà, nó sẽ mang ý nghĩa không may mắn, tốt đẹp. Không chỉ vậy, quan niệm dân gian cho rằng cây liễu thuộc về phần âm, có thể dẫn dụ âm khí vào nhà. 3. Cây dương. Dương cũng giống như liễu, đều được xếp vào nhóm những loại cây có thể dụ dẫn ma quỷ, tà khí vào nhà, theo quan niệm dân gian. Chính vì thế, người ta không trồng cây này trong khuôn viên nhà ở. 4. Cây bách. Thực ra, bách là loài cây mang ý nghĩa rất hay, đại diện cho sự trường thọ, vĩnh cửu. Tuy nhiên, từ xa xưa, mọi người lại chọn loại cây này để trồng cạnh mộ phần, nên nó bị dán cho cái tiếng không tốt lành. Cho đến bây giờ, bách vẫn không phải là loại cây được khuyến khích trồng trong nhà. 5. Cây đa. Thường thì đa thường được trồng ở đền chùa, miếu mạo. Ngoài ra, loại cây này có gốc rễ đặc trưng, không giống với đại đa số những loại cây khác. Lúc trồi lên, lúc lại ăn sâu vào lòng đất, nên sẽ khiến cho địa hình đất đai quanh chỗ nó sống bị ảnh hưởng. Nếu trồng ở gần các công trình xây dựng, nó sẽ khiến cho nền móng nhà bị mất cân bằng. 6. Cây xương rồng. Với những cái gai nhọn hắc, xương rồng có lẽ chỉ thích hợp để trồng làm hàng rào. Nếu không vì mục đích này, các bạn nên cân nhắc đến việc trồng nó trong vườn. Nhiều người hẳn sẽ thích các chậu xương rồng được uốn tạo đẹp mắt, nhưng trong phong thủy học, trồng xương rồng trong nhà sẽ gây mất cân bằng âm dương, gây tiêu tán tài lộc, ảnh hưởng đến sức khỏe gia chủ. Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Thời điểm phụ nữ ham muốn chuyện ấy nhất. Nắm được thời điểm phụ nữ ham muốn chuyện ấy nhất sẽ giúp cuộc yêu thăng hoa, viên mãn. Nếu đàn ông có thể có ham muốn bất cứ lúc nào thì phụ nữ lại không như vậy. Để kích thích ham muốn tình dục ở phụ nữ, chàng cần có một màn dạo đầu bài bản và đủ mãnh liệt. Tuy nhiên, nếu biết được những thời điểm nàng thèm khát chuyện ấy, bạn sẽ dễ dàng lôi kéo nàng nhập cuộc hơn. Khi ghen. Nghe có vẻ ngược đời, thế nhưng cơn ghen tuông lại chính là thời điểm ham muốn của nữ giới được đẩy lên cao trào. Nàng ghen bởi nàng yêu bạn, càng cảm thấy bị đe dọa và sợ mất bạn. Vậy nên, hãy cho nàng biết bạn yêu nàng mãnh liệt như thế nào ở trên giường. Sau một thời gian không gặp nhau, cảm giác nhớ nhung, mong chờ giòn nén trong những ngày xa nhau sẽ là chất men say cho cuộc sống tình dục của hai bạn. Sau một thời gian bị bỏ đói chuyện chăn gối, nàng sẽ lao vào bạn như hổ vồ mồi. Lúc này, tất cả những gì bạn cần là làm khiến nàng phát điên vì thỏa mãn. Khi hạnh phúc, tâm trạng ảnh hưởng rất lớn đến ham muốn của phụ nữ. Khi đau buồn hoặc có chuyện bực tức, sẽ chẳng ai có tâm trạng để nghĩ đến chuyện tình dục cả. Khi hạnh phúc, vui vẻ cơ thể sản xuất ra hormone endorphin, khiến nàng hưng phấn và tăng ham muốn đến bất ngờ. Hai tuần sau kỳ kinh. Không phải tự nhiên mà thời điểm 2 tuần sau kỳ kinh cuối, phụ nữ lại có ham muốn cao hơn bình thường. Đây chính là lúc cơ thể phụ nữ có lượng hormone giới tính nữ cao nhất trong tháng. Do thời điểm rụng trứng, các cặp đôi mong muốn có con thường quan hệ thời điểm này để tăng khả năng thụ thai. Sau khi cãi nhau, bạn và nàng vừa trải qua những giây phút căng thẳng, to tiếng và tranh cãi quyết liệt. Tuy nhiên, sau trận cãi nhau ấy, cách làm lành tốt nhất chính là yêu. Lúc này, phụ nữ rất nhạy cảm, bạn sẽ dễ dàng khơi gợi cảm hứng tình dục nơi nàng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính hay còn gọi là bột ngọt giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học Nam Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamic, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Nhi Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cật lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bột và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.